cho dù là bách lý nhất kiếm cùng phượng khuynh tâm đều là sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng được cười khổ không thôi cho tới nay mộ dung thiên kiếm đạo thiên phú đều quá mức sáng chói đến mức bọn hắn đều quên lần trước thẩm an tại mang theo mộ dung thiên đi thăng long trì là làm gì tái tạo gần cốt mượn long hồn chi lực ngưng chân long đạo thể đoan mộc khung bọn người ánh mắt tĩnh mịch không nghĩ tới mộ dung thiên ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài lại còn thân hoài chân long đạo thể bất quá thất bạt phá nhau sở tu công pháp và vò cái gì đều có thể điều động thánh thể chi lực mộ dung thiên chuyên tu kiếm đạo sợ là không cách nào tương đạo thể uy lực phát huy đến cực hạn à như không phá được sơn hà kim thân tháp bạt phá nhạc chính là đứng ở thế bất bại cuối cùng kiệt lực chỉ có thể là mộ dung thiên hừ nguyên lai like còn cất giấu như thế một tay tháp bạt thương không kịp phản ứng hưu lạnh một tiếng bắt quá cũng liền như vậy đi không phá được tôn nhi tá kim thần liền đợi đến hắn lời còn chưa nói hết trên trận bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thủy tiếng bạt tai ba tiếng vang lanh lảnh rung động toàn trường tất cả mọi người ngây ngần cả người thất bạt phá nhạc tính cả kia kim thân hư ảnh đều là mặt đừng hướng một bên có chút kinh ngạc sau đó chính là nổi giận nhiều năm như vậy hắn còn là lần đầu tiên bị người rút bàn tay hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy người muốn chết muốn chết chính là người mộ dung thiên trong mắt sát ý hiện lên quanh thân đen nhánh chi sắc lưu truyền cầu chuyển tàng long biến đệ nhất biến ông long biến hắn tóc đen bay múa nguyên bản không tính là trắng kiện thể trạng tại lúc này bỗng nhiên cất cao bỗng nhiên một cước dẫm tại lồi đài như như mũi tên rời cung sông ra lực lượng tăng gấp bội Thất bạt phá nhạc trong lòng giật mình, bận biểu vung tay lên, phiên thiên ấn. Từ kim thân thi triển phía dưới, kia phiên thiên ấn uy thế càng sâu, ngưng tụ thành thực thể rơi đập. Mộ dung thiên ngẩng đầu, quát khẽ mở miệng, đệ nhị biến, thứ ba biến, màu lam, tử sắc chi khí từ hắn hai mắt bộc lộ, vô tận thủy khí hội tụ, vừa mới tiêu hao chút điểm khí lực tại lúc này hoàn toàn khôi phục. Cùng lúc đó, hắn trên nắm tay có nổ vang lôi quang hội tụ, kinh khủng long ngâm vang vọng, lam long biến, hội tụ hơi nước bổ dưỡng linh nguyên tinh khí, đền bù tiêu hao. Tổ long biến khống lôi phà tra tấn bằng điện trưởng phá diệt chi lực cho ta nứt một quyền ném ra tiếng oanh minh lên cái kia kim sắc hộp mực đóng dấu như tối khô lạp hủ một hơi ở giữa chính là vỡ nát ba lại là một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra kim thân hư ảnh lại lần nữa dần rắn chắc chắc chịu một bàn tay liên tiếp lui về phía sau cùng lúc đó nơi xa một ngọn núi ầm vang vỡ vụn hiển nhiên tháp bạt phá nhạc thừa nhận lực đạo đều bị truyền vào đại địa ở trong tạp toái người thật to gan Thác Bạt phá nhạc hai mắt đỏ lên, mặc dù cái này bàn tay là quát vào kim thân thượng, nhưng cũng làm hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Nhưng mà hắn mới vừa vặn giận mắng một tiếng, Mộ Dung Thiên liền lại là lấn người mà tới, quanh thân màu vàng chi khí bốc lên. Ừm, um, mười trượng kim thân trực tiếp bị một quyền kia chỗ mang theo thiên địa vĩ lực cho đập đằng không mà lên, âm bạo không thôi. Hoàng Long biến, tụ thiên địa vĩ lực ra thân, nặng nề cường đại. Không, không có khả năng. thác Bạt phá nhạc triệt để kinh ngạc, chính mình lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Đó là cái gì bí kíp? mộ dung thiên khí thế còn tại liên tục tăng lên, lại còn không đình chỉ. sợ là trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí kíp, khả năng làm được nhanh chóng như vậy lại trùng điệp điệp ra. này bí kíp sợ là gần như không tồn tại a. À. dưới trận tất cả mọi người kinh trụ, hít vào khí lạnh. vô luận là kiến thức rộng rãi trương cửu dương, lão sa bà, đầu cô thắng thiên trở thế hệ trước cường giả, vẫn là những cái kia danh tiếng vang xa thiên kiêu chi lưu, giờ phút này đều là cảm thấy có chút thất thần. Chật chật chật, có người hôm nay muốn bị đánh chết là. Đông Phương Thanh Mộc chẳng biết lúc nào đã tỉnh dậy, hắn ngậm cỏ đuôi chó, chân trái cong lên, chân phải duỗi thẳng, lấy một loại cực kỳ nhàn nhã tư thế ngồi dưới đất nhìn xem bên kia, một bộ cười trên nỗi đau của người khác vẻ xem trò vui, nhìn xem một màn này, Thẩm An tại khóe miệng khẽ nhách trong lòng khoái ý, tiểu tử này xem như không có để cho mình thất vọng, cấp tốc nắm giữ chiến cuộc, cái này cửu chuyển tàng long biến, vốn là lưu cho Lý Trường Sinh, bất quá ra thác bạt phá nhạc như thế tên hề, sớm bại lộ cũng liền sớm bại lộ đi, có thể cho lão nhị hà giận liền tốt. Tiêu Cảnh Tuyết nhìn xem kia đè lại to lớn kim thân, từng quyền từng quyền hành hung thanh niên mặc ảo đen, môi đỏ khẽ nhách, có chút nói không ra lời. Nhà mình sư huynh, không phải kiếm tiên sao? Lúc nào ngay cả nhục thân lực lượng cũng cường đại đến loại trình độ này. Nhìn ra Tiêu Cảnh Tuyết trần kinh, Lăng Phi xương nhịn không được mở miệng. Thẩm trưởng lão những ngày này cơ hồ đem toàn bộ nam quyết vực cao giai dược liệu đều vơ vét không còn, trưởng môn hiện tại cũng không dám về núi. Nếu là còn không có cái gì thấy hiệu quả, đoán chừng thẩm trưởng lão đều phải đánh chết hắn. Dạng này à? Tiêu cảnh tuyết giật mình, có chút giờ khóc giờ cười mắt nhìn nhà mình sư phụ. Cũng thế, lúc trước sư phụ còn tự thân mang theo sư huynh đi long tộc thăng long chỉ rèn luyện thể phách đâu. Lấy nhà mình sư phụ dược đạo bản lĩnh, lại thêm kia phiến trí bảo dược viên lấy chi nạn tận linh dược. Chỉ sợ sư huynh một năm này đều là ngâm mình ở ẩm sắc thuốc á. À. Thật tốt, tiêu cảnh tuyết trong mắt có chút khó nén vẻ hâm mộ. Đương nhiên, giới hạn tại hâm mộ, không có chút nào ghen ghét. Nàng biết sư huynh lúc đầu tư chất cực kém, nghĩ đạt tới trình độ này, tự nhiên cần sư phụ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Sư huynh có thể mạnh như vậy, công sư phụ dốc lòng chiều cổ cố nhiên có quan hệ, thế nhưng quyết định không thể rời đi chính hẳn đêm mày cố gắng. Oanh, oanh, oanh. Tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối phía dưới, kia mười trượng kim thân trên không trung bị từng quyền đập tá hữu tán loạn, lại ngay cả rơi xuống đất đều làm không được. Ngược lại mộ dung thiên quanh thân từng hồi rồng gầm, khi thế là liên tiếp cất cao, cái gọi là sơn hà kim thân. Giờ phút này giống như đồ chơi, hừ, bất quá là dựa vào bí kíp chi lực thôi, không phá được tôn nhi tá kim thân, đợi có tác dụng trong thời gian hạn định quá khứ ai có thể cười đến cuối cùng cũng còn chưa biết. tháp bạt thương không còn thấy trên mặt đầu giác, nhưng vẫn là chết xí si diện hầu lạnh mở miệng. ô, oh, thẩm an tại đặt chén trà xuống, cười như không cười nhìn về phía bên kia. vậy không bằng tháp bạt điện chủ cùng thẩm mỗ lại cược một ván như thế nào? tháp bạt thương không lông mẩy nhíu lại, nhưng mọi người ánh mắt đều nhìn hắn, trở ngại mặt mũi, hắn vẫn là đáp lại. đánh cược gì? liền cược trong vòng trăm chiều, người tôn nhi sẽ bị đổ nhi ta đánh chết, tin hay không? Phong khinh vân đạm thanh âm rơi xuống, lại mang theo rừng không hết hàn khí, khiến mọi người tại đây đều là trong lòng run lên, nhìn về phía kia thần sắc bình thản áo trắng trung niên. Chẳng lẽ, vị này thanh vân phong phong chủ là thật dự định để cho mình đổ nhi trên lôi đài sống sờ sờ đem thác bạt phá nhạc đánh chết hay sao? Ta, thác bạt thương không do dự, hắn nhìn xem thẩm an tại kia vân đạm phong khinh bộ dáng, lần thứ nhất có chút đắn đo bất định hắn nhìn không thấu vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu cái này khu khu đoán thể cảnh thanh vân phong phong chủ bất quá giàu gì hắn tôn nhi còn có thể nhận thua làm sao có thể bị đánh chết nghi đèn cái này hắn vẫn là cắn răng hư lạnh một tiếng ta không tin rất tốt thẩm an tại mỉm cười không nói nữa bên cạnh lăng phi xương, bách lý nhất kiếm tiêu cảnh tuyết bọn người lại là lông mẩy nhíu lại hai mặt nhìn nhau ba chữ này tựa hồ rất là quen tai dưới trận sự tình là lời nói với người xa lạ phần lớn người thời khắc này lực chú ý vẫn là tập trung ở trên lô đài Ông Thiên Nghị đứng người lên ánh mắt ngưng trọng, không nói kiếm đạo, chỉ nói mộ dung thiên cái này thân thể mạnh mẽ bí kíp, đã làm hắn nghiêm mặt. Lý Trường Sinh, Bạch Diệu Linh trong mắt đều là hoặc ít hoặc có nhiều chút kinh hãi. Cái sau là không nghĩ tới mộ dung thiên vậy mà như thế cùng đại, về phần cái trước. Hắn kinh ngạc hơn chính là mộ dung thiên vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủ như thế đen chân long đạo thể phát huy đến loại trình độ này. Còn nhờ kỹ năm đó ở Nam Quyết Điện Lúc, đối phương mặc dù cũng triển lộ đạo thể, nhưng cũng không cường đại. Ngày hôm nay, dù là không sử dụng kiếm, Mộ Dung Thiên cũng có thể sử dụng cái này một thân đạo thể chi lực ngạnh sinh sinh đập chết một niết bàn cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cũng muốn nhìn mà tránh lui. Khùng hãn, oanh, theo lại một tiếng nổ vang oanh minh, tháp bạt phá nhạc rốt cục chịu không được như vậy hành hung, nổi giận gầm lên một tiếng bên ngoài thân kim quang tăng vọt, đem Mộ Dung Thiên đẩy lui. Tạp toái, ngươi muốn chết? Hắn hai mắt như giống như súng huyết, tại vật lộn phía trên bị người như thế áp chế, hắn vẫn là lần đầu tiên đầu một lần. Cái loại cảm giác này giống như bị người đè xuống đất ba 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 quất mặt, để trên mặt hắn là đầu rát, mặt mũi mất hết. Kim thân lên, hắn giống giận, bốn phía vô số sơn hà chi lực tụ đến, mười trượng kim thân vù vù ở giữa, lại lần nữa cất cao, trong chớp mắt lên đến 30 trượng chi cao, uy thế kinh người, quan sát phía dưới làm cho người không dám nhìn thẳng. Không phá được lão tử kim thân, lão tử vẫn như cũ có thể sống sinh sinh đập chết người. Thác bạt phá nhạc giống giận, trong mắt sát ý buông thả, thần sắc điên cuồng. Đây cũng là hắn bây giờ có khả năng phát huy sơn hà kim thân lớn nhất uy năng. Nhưng mà, mộ dung thiên hai mắt màu đen lưu chuyển, hắn bạo bước xông ra, tay phải thành trưởng hướng phía kia kim thân hai gò má hung hăng vỗ tới. Ông, nhưng lần này, kim thân không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên, bằng mộ dung thiên lực lượng bây giờ, đã dung chuyển không được cái này kim thân. Chịu chết đi, phát hiện một màn này thắc bạt phá nhạc, cười gần nâng quyền liền nện. Nhưng mộ dung thiên lại là không ngẩng đầu, không tránh không né chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm kim thân bên trong hắn. Tiểu tử này chẳng váng sao, cho dù có chân long đạo thể, mạnh kháo một quyền này cũng thế tất trọng thương. Đúng vậy à, đây chính là Sơn Hà Kim thân toàn bộ uy năng. Dưới trận kinh hô một trận, chỉ có thẩm an tại lặng im uống trà, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Tiêu cảnh tuyết lúc đầu cũng mặt lộ vẻ khẩn trương, nhưng nhìn thấy nhà mình sư phụ lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng hơi lỏng, tập trung tinh thần tiếp tục xem đi. Cách ngay tại kia to lớn nắm đấm sắp đập chúng mộ dung thiên thời điểm một đạo thanh thủy vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại tất cả mọi người bên tai quanh quẩn đây là phượng khuynh tâm huyền vu hai người bỗng nhiên đứng người lên mắt lộ ra về chấn động chỉ gặp kia to lớn 30 trượng kim thân, giờ phút này chẳng biết tại sao vậy mà từ nội bộ hiển hiện vết rạn, đồng thời cấp tốc lan tràn, không có khả năng. Tháp Bạt phá nhà con ngươi đột nhiên rụt lại, kim thân bên trong, 14 chỗ lôi quang như tờ, vô hình kiếm khí khuấy động, kiếm khí không dấu vết, Trương Cửu Dương, đọc Cô Thắng Thiên, Trình Cự cùng Bách Lý Nhất Kiếm đều là mắt sáng lên. Tên kia vậy mà đã đem kiếm pháp tu luyện đến không dấu vết chi cảnh, cho dù là bọn hắn những ngày sớm liền thành tên kiếm tiên, lại vừa rồi cũng không có chút nào phát giác được có bất kỳ kiếm khí chi tức mà xem kim thân bên trong kia vô số kiếm khí hiển nhiên là trước đó một quyền lại một quyền góp gió thành bão đến tận đây mới hoàn toàn bộc phát bộ lôi thập tứ kiếm bạo mộ dung thiên ảnh mắt sắc bén khẽ quan một tiếng âm um, âm um, nổ thật to tiếng vang lên toàn bộ lôi đài lấy một loại kinh khủng phương thức run rẩy lên âm um, người khổng lồ kia làm cho người sinh ra sợ hãi kim thân tại lúc này bỗng nhiên sụp đổ tựa như kim sắc pháo hoa tử tán ba tiếng vang lanh lảnh truyền ra một bóng người hóa thành đường vòng cung rơi xuống tại trên lôi đài lan lộn liên tục máu tươi vãi đầy mặt đất thấp bạt phá nhạc nằm dạp trên mặt đất hai mắt kinh ngạc thậm chí bị đánh nát nửa bên mặt xương truyền lại tới kịch liệt đau nhức đều bị hắn coi nhẹ một tát này rút rất thực nếu không phải hắn nhục thân cường đại một trường đủ rút bạo nết bàn cảnh đầu sơn hà kim thân bị phá cưa đó là cái gì chiêu thức chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy tôn ngạo mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh bách lý nhất kiếm tiểu bạch từ hướng nội bên ngoài giải tích mà phát kiếm khí ta giống như rất quen thuộc à Bách Lý Nhất Kiếm ánh mắt thật sâu, chậm rãi gật đầu. Cái này xác thực cùng ta Bách Lý Kiếm đạo có chút tương tự, nhưng không phải. Nói, hắn nhìn về phía Thẩm An Tại, cái sau cũng là chậm rãi đặt chén trà xuống, mặt lộ vẻ vui vẻ giải thích. Bách Lý Kiếm đạo xúc thế mà phát, từ bên trong cùng bên ngoài, chăm dặm ở giữa kiếm khí ở khắp mọi nơi. Cái này đích xác là ta kia đồ nhi từ Bách Lý Huynh Kiếm thuật của ngươi ở trong đạt được dẫn dắt. Nhưng của ta kiếm đạo cũng khó phá cái này sơn hà kim thân, hắn là như thế nào làm được? dù cho là bách lý nhất kiếm cũng không có xem thấu một kiếm kia một trưởng kia thành tựu kết hợp thẩm mộ y thuật là được rồi thẩm an tại mỉm cười nhìn sen từ vân không chậm rãi rơi vào trên lôi đài thanh niên mặc áo đen bóng lưng trong mắt nói không rõ tự hào lâu dài không ngừng khổ tu tiểu tử này mới sáng chế ra một tức này bôn lôi thập tử kiếm ánh mắt mọi người thật sâu bôn lôi thập tử kiếm một chiêu này uy lực đủ đương thiên giai thượng phẩm bọn hắn nhìn ra được vừa rồi kia cuối cùng một trưởng trực tiếp đánh tan tháp bạt phá nhạc toàn thân khí cơ kim thân không phải bị từ ngoại bộ đánh nát mà là theo hắn khí cơ tán đi trở nên càng yếu kém tháp bạt thương không cũng từ kinh ngạc ở trong lấy lại tinh thần nhìn thấy mộ dung thiên trong mắt sát ý hắn giờ phút này rốt cuộc không có trước đó thái độ vội vàng hô ra miệng tôn nhi nghe nhận thua ta tháp bạt phá nhạc khó khăn đứng người lên bên phải bị đánh nát mặt ngay tại chậm rãi bị nhục thân chi lực chữa trị Nhìn Sen từng bước một đi tới thanh niên mặc áo đen, nhìn Sen trong mắt của hắn nồng đậm sát ý, hắn có chút phẫn nộ, có chút không dám tin. Hắn không tin mình kim thân cứ như vậy bị đánh bạo, không tin mình sẽ bại bởi một cái khe suối trong khe đi ra tạp toái tiểu tử. Hắn nhưng là thấp bạt phá nhạc, ra ra là bác đạo điện điện chủ, càng là sơn hà thánh thể người sở hữu. Muôn bản phẫn nộ ở trong lòng dâng lên, nhưng khi mộ dung thiên đi đến trước mặt hắn lúc, nhìn xem cặp kia con người băng lãnh, tất cả cảm xúc tất cả giờ phút này hóa thành một loại. Tên là sợ hãi, ta, nhận, hắn run rẩy mở miệng ba thanh thủy tiếng bạt tai lại một lần nữa vang lên mấy khỏa mang máu răng vỡ nát rơi xuống đất ta nhận ba liên tiếp hai bàn tay trực tiếp đếm tháp bạt phá nhạc rút lật máu me đầy mặt tráng kiện thân thể giờ phút này run rẩy về sau co lại một mặt hoảng sợ ta ừm um, mộ dung thiên không chút do dự một cước đạp xuống toàn bộ lôi đài tùy theo run lên anh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang tận mây xanh khiến cho mọi người đáy lòng phát lạnh nước xương thanh âm vang lên đương mộ dung thiên nhắc chân thời điểm tháp bạt phá nhạc bàn chân phải đã hóa thành một bãi bùn nháo cái sau đầu đầy là mồ hôi bởi vì kịch liệt đau nhức hai mắt đều có chút biến thành màu đen nhưng ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết hắn vẫn là nghĩ tranh thủ thời gian mở miệng nhận thua nhưng mà một đạo hắc ảnh hiện lên còn chưa kịp nói chuyện kết hầu chính là bị một cước giấm ở chỉ có thể miễn cưỡng phát ra ôi thanh âm mộ dung thiên dẫn vào cổ của hắn lạnh giọng mở miệng dám đánh ta tiểu sư muội chủ ý một bộ đồ đen bay phất phới đôi trong mắt kia băng lãnh đạm mà hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước quan sát phía dưới hoảng sợ người như nhìn sâu kiến ngươi xem như cái thú gì ngươi xem như cái thú gì băng lãnh một câu tại toàn bộ thiên tuyển nội thành quanh quẩn tất cả mọi người giật mình nhìn xem kia trên lôi đài tư thái bá đạo thanh niên mặc ảo đen nhất thời không nói gì thấp bạt phá nhạc bại mà lại bại thê thảm tại hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân chi đạo bị lấy nghiền ép chi tư sinh sinh đánh thành bây giờ cái bộ dáng này mộ dung thiên thậm chí ngay cả kiếm đều không có nhổ mà hắn thậm chí không thắng được một cái không có cầm kiềm kiếm tiên loại này sỉ nhục nếu là chuyển đi sợ vì thiên hạ người chế nhạo ôi ôi tháp bạt phá nhạc cho dù phẫn nộ dị thường nhưng bị dẫm lên cổ họng hắn cái gì đều không làm được ngay cả nhận thua đều không làm được coi như sư phụ không nói bằng ngươi vừa rồi đổi ta tiểu sư muội sở tác sở vi người hôm nay cũng là hẳn phải chết mộ dung thiên cho mắt sát ý hiện lên nhắc quyền liền nện ừm uhm. kinh khí cường đại trực tiếp bén tháp bạt phá nhạc tay chân đập vỡ nát máu tươi tiêu thăng dưới trận Tiêu cảnh tuyết nhìn xem một màn này, long mi run rẩy. Sư huynh chưa từng có tra tấn qua đối thủ, xưa nay đối với đối thủ đều rất tôn kính, có thể giết liền giết. Đây là hắn lần thứ nhất như thế bạo ngược. đủ rồi. mắt thấy tôn nhi tay chân bị phế, tháp bạt thương khung cũng nhịn không được nữa, gầm thét đứng dậy. Xung hư cảnh đỉnh phong uy áp phóng thích, phía sau hoàn cái ghế trực tiếp bị chấn thành bột mịn. đối mặt bỗng nhiên nổi giận tháp bạt thương khung, thẩm an tại lại là sắc mặt lạnh nhạt, không nhanh không chậm đặt chén cha xuống. không đủ, còn thiếu rất nhiều vừa mới ta nhị đệ tử này bị ngươi Tôn nhi đánh thời điểm thẩm mỗ đều không nói gì làm sao hiện tại đổi thành ngươi Tôn nhi bị đánh ngươi ngược lại là gấp người muốn chết tháp bạc thương khung sắc mặt phát xuất lạnh trực tiếp lách mình bay đi trên lôi đài có thiên huyền điện chủ bày ra binh trướng hắn không cách nào can thiệp nộ khí chỉ có thể hướng thẩm an tại trên thần phát cơ hồ là cùng lúc phượng khuynh tâm ngọc tâm lan đoan mộc khung bọn người toàn bộ đứng dậy lặng lẽ ngăn tại phía trước nhìn trước mắt bức tường người tháp bạc thương khung sắc mặt âm hàn tới cực điểm nơi đây bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh mười phần người bên ngoài ngay cả thở mạnh cũng không dám ừm um, lại một quyền nện xuống trên đài tiếng kêu tê tâm liệt phế đập võ tay chân hiện tại đến phiên khớp nối thẩm an tại để ngươi vậy đệ tử dừng tay tháp bạc thương không thở một hơi thật dài đè xuống đầy ngập tức giận lạnh giọng mở miệng ngươi tại mệnh lệnh thẩm mỗ thẩm an tại nhếch lên chân bắt chéo dựa vào trên ghế tiếu dung nhàn nhạt, nhạt. ngươi còn không có tư cách này ngươi tháp bạc thương không chán nổi gân xanh lên muốn phát tác nhìn xem phượng khuynh tâm những người kia nhưng lại chỉ có thể cưỡng ép đè xuống cắt cao nhìn chằm chằm hắn thẩm an tại ta khuyên người tốt nhất hiện tại để ngươi kia đồ nhi dừng tay nếu không hậu của ngươi linh phù sơn đảm đương không nổi ô thẩm an tại giả bộ giật mình móc móc lộ tai ngươi lại bắt đầu uy hiếp thẩm mẫu rồi ta biết người rất cấp nhưng là ngươi bây giờ đừng nóng vội cháu của ngươi mà lại không chịu nhận thua đồ nhi ta nghĩ thắng không chỉ có đem hắn đánh chết hơi hợt lời nói rơi xuống tháp bạt thương không sắc mặt xanh đỏ bí nào Đám người hai mặt nhìn nhau, không có người đồng tình, ngược lại đều là đáy lòng mừng thầm. Vừa rồi thác bạt phá nhạc không phải cũng là dạng này đối vị kia tiêu cố nương sao? Bây giờ cũng coi là gieo gió gặt bão. Biết thẩm an tại sẽ không dễ dàng mở miệng, thác bạt thương không lạnh lùng nhìn hắn một cái, lên phi thân mà lên, hai tay bắt ấn. Sau một khắc, bị dẫm ở cổ họng thác bạt thương không thể nội huyền quang bộc phát, oanh. Lực lượng khổng lồ đem mộ dung thiên trực tiếp bắn bay, hung hăng đâm vào bình trường phía trên, khuế miệng chảy máu. Gia hỏa này, vậy mà viễn trình thiếu đốt nhà mình tôn nhi âm dương hóa hợp chi khí. Âm dương hòa hợp chi khí chính là tháp bạt già công pháp bắt buộc, bây giờ tiêu hao, cái kia sơn hạt thánh thể chi uy cũng tán đi hơn phân nửa, lại nghĩ ngưng tụ lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Phượng khuyên tâm bọn người hít mắt mở miệng, bắt quá tản công pháp này chi khí, dù sao cũng tốt hơn bị sinh sinh đập chết mất đi tính mạng. Nhanh nhận thua, thật vất vả tranh thủ thời gian, tháp bạt thương không lúc này hô to, mà tháp bạt phá nhận biết cơ hội chỉ có một lần, mở to hai mắt nhìn há mồm, ta ta nhưng vô luận hắn làm sao mở miệng lại luôn tại sắp truyền vận ba chữ kia lúc kẹp lại phảng phất tối tăm ở trong có cỗ lực lượng vô danh ngăn trở hắn nhận thua nhận thua thác bạc thương không nhìn lo lắng thẩm an tại cười nhạt một tiếng nâng trung trà lên lay động không nhẹ không nặng địa mở miệng xem ra người cái này tôn nhi xương cốt so người cứng rắn nhiều biết gió tiếp tục đánh xuống sẽ chết cũng không nhận thua ngược lại là tên hán tử như thế đồ nhi tác thành cho hắn cuối cùng ba chữ rơi xuống thẩm an tại ánh mắt bỗng nhiên sắc bén ngư khí hơi lạnh mộ dung thiên vỗ vỗ trên áo cho bụi lao đi khóe miệng máu tươi lạnh lùng nhìn về phía trước không ngừng kéo lấy tổn thương thân thể về sau co lại thần sắc vô cùng hoảng sợ không ngừng há miệng muốn nói gì thác bạt phá nhạc đệ tử cẩn tuân sư mệnh. sau một khắc mộ dung thiên bạ bước xông ra hữu quyền tụ thế phía dưới long ngâm vang vọng tiểu hữu không thể mau dừng tay trương cửu dương lão xà bà bọn người đều là kinh hô mở miệng nhưng mà vô luận là ai thanh âm đều không để mộ dung thiên động tác có chỗ chỉ độn một quyền kia nương theo lấy tiếng anh minh rơi xuống dứt khoát lù loát ầm um, như là dưa hấu nổ nát vụn đỏ trắng chi vật vẩy ra cô kia thi thể không đầu dừng một chút sau đó ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy máu chảy như suối tất cả mọi người sai kinh ngạc nhìn xem một màn kia toàn bộ sân bãi lâm vào yên tĩnh như chết tiếng kim rời cũng có thể nghe được thất bạc phá nhạc chết theo có người tử vong trên lôi đài chân tổ bình trướng dần dần tán đi Tôn nhi thất bạc thường khùng hốc mắt muốn nứt gầm thét ngút trời khí tức cường đại phóng lên tận trời kèm theo là đầy ngập sát ý tạp chủng lão tử muốn ngươi đền mạng thác bạc thương khung gầm thét phóng tới lôi đài đối mặt sau lưng đánh tới sát cơ ngập trời cùng khí tức cường đại mộ dung thiên lại là cũng không quay đầu lại vỗ nhẹ nhẹ lấy trên nào vết máu ông một bộ áo trắng theo gió xuất hiện cầm trong tay một tiết côn nện xuống ừm cho dù cách xa nhau rất xa thác bạc thương khung lại thân hình dừng lại thân hồn giống như gặp trọng kích đầu đau muốn nứt Nhóa một cái thần chi dưới cả người hắn bay ngược mà ra ẩm váng nện ở trên mặt đất ném ra một cái hố to thẩm an tại cầm trong tay đả thần tiên đứng ở hư không lãnh đạm nhìn xem bị quất bay thác bạt thương khung hắn một bộ áo trắng phần phật ngữ khí nhẹ nhàng lão tạm mau người cũng nghi muốn chết tính toàn trường yên tĩnh như chết ánh mắt mọi người đều rơi xuống kia không chung một bộ lạnh nhạt áo trắng cùng hậu phương trên lôi đài lao mặt bên trên máu tươi thanh niên mặc áo đen cái sau tựa như tuyệt không lo lắng cho mình sẽ bị thẹn quá thành dẫn thác bạt thương không tại chỗ nộ sát từ đầu đến cuối ngay cả đầu cũng không quay qua mộ dung thiên đem trên mặt máu tươi lau sạch tiện tay đem vải đỏ vứt bỏ thần sắc bình tĩnh chỉ cần có sư phụ tại hắn liền vĩnh viễn không cần lo lắng những cái kia ra mà không kính người muốn động mình cũng không cần lo lắng cái thế lực này cái kia thế lực trả thù không cần quay đầu bởi vì hắn sư phụ là thanh vân phong phong chủ là cái kia chính miệng nói qua mình vô địch thiên hạ thẩm an tại trên trận vết máu tràn ngập dưới trận yên tĩnh một mảnh Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, đại não trống không. Vô luận là trong không khí phiêu đãng máu tanh mùi vị, vẫn là kia chật vật từ cái hố bên trong bò dậy thân ảnh già nua, đều làm bọn hắn trong lúc nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất phá vỡ. Không nói thác bạt phá nhạc bị một cái không cầm kiếm kiếm tiên sống sờ sờ đánh chết, liền xem như già ra hắn, vậy mà cũng bị thẩm an tại một gậy gó đến trên mặt đất. Thác bạt thương không là nhân vật nào? Bắt đạo điện điện chủ, thực lực cùng trương cầu dương sánh vai một hai, bốn vực võ thì đến tận đây, xuất hiện thủ lệ thương vong. Mặc dù nói là sinh tử khí vận chi tranh, nhưng các thế lực lớn tề tụ một đường, nói cho cùng vẫn là sẽ lẫn nhau cho chút mặt mũi. Chỉ có cái này tháp bạc ra, từ vừa mới bắt đầu liền ngang ngược cản rỡ. Nghĩ như vậy đến, mộ dung thiên ra tay độc ác cũng không thể của trách nhiều. Âm um, âm, um, đá vụ nổ tung, tháp bạc thương không đầy bụi đất đằng không mà lên, sắc mặt xanh đỏ bía nào, các gao nhìn chằm chằm thẩm an tại trong tay kia tiết côn. Người đây là vật gì? Nhìn xem tô nhi thi thể, trong mắt của hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên liên vừa rồi chúng vào kia một chút hắn cũng cảm giác mình thức hải kém chút nổ hiển nhiên cái đồ chơi này chuyên công thần hồn mà thân là thể tu gia tộc thân hồn vừa lúc là bọn hàn yếu hạ đà cầu bồng đám người sắc mặt cổ quái đà cầu bồng đây không phải đang mắng tháp bạt thương không là chó sao thẩm an tại thần sắc bình thản đà thần tiên hất lên lãnh đạm nhìn xem hắn nhìn tháp bạt điện chủ bộ dạng này tựa hồ là không quá thua được không bằng chúng ta lại đến đánh cực như thế nào Liên cực ta ba cây gậy biết đánh nhau hay không chết ngươi Hơi hợt lời nói rơi xuống, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, dù là trương cửu dương, lão xa bà bọn hắn đều là có chút kinh nghi bất định, như lúc trước, bọn hắn có lẽ sẽ đối thẩm an tại khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, khó mà nói, Tháp Bạt Thương không sắc mặt biến huyễn không chừng, Cắt cao nhìn chằm chằm kia đứng trên không trung áo trắng thân ảnh, Tôn nhi đã chết, mình bây giờ làm cái gì đều vô dụng, mà lại cái này thẩm an tại, mình hoàn toàn nhìn không thấu, coi như như thế nhận sợ, Tháp Bạt ra về sau mặt mũi để nơi nào? Chàng diễn nhất thời lâm vào giảng co, hắn không dám đáp ứng, cũng không muốn rơi mình mặt mũi. Tốt, vò thí chi tranh, thương vong không thể tránh được lui ra đi. Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc thiên huyền điện chủ y nghiêm mở miệng. Hừ, tháp bạc thương không hờ lạnh một tiếng, mặt âm trầm quay người bay trở về quan chiến tịch. Thẩm An tại trên mặt hiến hiện về tiếc nuối, hương phía mộ dung thiên nhẹ nhàng sau khi gật đầu đồng dạng chậm rãi rơi xuống đất. Có thiên huyền điện điện chủ tại cái này, hắn thật đúng là không nhất định có thể động thủ giết tháp bạt thương khung. Dù là mình vừa rồi chuyển lộ đạt thần tiên uy năng, hắn cũng không có cảm nhận được Thiên Huyền Điện chủ có bất kỳ vẻ kiêng dè dâng lên. Đây là chân tổ cảnh lực lượng. Theo thẩm an tại rơi xuống, tất cả mọi người mới ánh mắt sung động nhìn về phía hắn. Thẩm Phong chủ, xin hỏi ngươi bây giờ đến cùng ra sao cảnh giới? Cuối cùng, vẫn là Nhạn Thu thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi thăm, không rõ ràng sao, đoán thể hậu kỳ. Thẩm An tại mỉm cười, tiếp nhận cảnh tuyết đưa tới trà. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó lắc đầu trăm miệng một lời, không tin thẩm an tại xem thường chỉ là thiền ẩm trà một ngụ tin hoặc là không tin đều không trọng yếu thác bạc thương không trở lại quan chiến tích về sau đối mặt những cái kia cố ý hoặc là vô ý quăng tới ánh mắt trên mặt nóng bỏng lần này thật là mất mặt ném về tận nhà bên trong đi thật vất vả thác bạc ra ra như thế một cái sơn hà thánh thể kết quả hôm nay linh phủ sơn ánh mắt của hắn băng lãnh tay áo hạ nằm đấm bóp kết rung động bút trướng này hắn thác bạc ra nhớ kỹ sớm muộn có một ngày muốn cái kia mộ dung thiên cung thẩm an tại sư đồ trả giá đắt mà thẩm an tại cũng liếc qua hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này cứu oán hôm nay là triệt để kết phải tìm cơ hội chẳng thảo trừ căn mới là bất quá thác bạc thương khung thân là thiên huyền điện bác tạo điện điện chủ thân phận thật sự là có chút ngại người không thể tùy tiện động thủ che giấu tung tích đi diệt môn thẩm an tại lắc đầu cũng không được hiện tại mọi người đều biết mình cùng bọn hắn nhà kết ân oán sống chết rồi cứ như vậy động thủ không thể nghi ngờ là giấu đầu lò đuôi ít nhất phải chờ chuyện ấy danh tiếng quá khứ mới được trang diện dần dần yên tĩnh trở lại mộ dung thiên bên người thi thể không đầu rất nhanh bị thiên huyền điện người xử lý bên cạnh vô luận là lý trường sinh hay là ông thiên nghị đều là ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn loại kia bí tiết chi thuật phối hợp chân long đạo thể có thể đé ép sơn hà thánh thể đánh như thế làm bọn hắn rất là ngoài ý muốn có chút không kịp chờ đợi muốn kiến thức một phen chỉ có đông phương thanh mộc tựa hồ cũng không có cảm giác được cái gì ngoài ý muốn chỉ là hướng phía mộ dung thiên nháy mắt ra hiệu cái sau nhìn xem hắn biểu lộ có chút bất đắc dĩ ừm ừm yên lặng không lâu lôi đài lại một lần nữa anh minh run rẩy lên ánh mắt mọi người lại lần nữa tụ tập khẩn trương lên sau tiến tam đệ một trận đã từ mộ dung thiên cầm xuống còn lại hai trận thì là ai thắng ai thua lôi đài run rẩy ở dưa ông thiên nghị nhướng mày nhìn về phía ngậm cỏ đuôi chó một mặt buồn bực thanh niên nói sĩ thế nào lại là hắn ông thiên nghị trong lòng thở dài vô luận là chống lại lý trường sinh vẫn là bạch diệu linh đều tốt hết lần này tới lần khác đối mặt người này cũng không phải nói người này không mạnh mà là căn bản là không có cách đối với hắn bộ kia cả lớp phất phơ dáng về nhắc lên chiến ý ai nha nha đông phương thanh mộc một mặt rồi ải nhổ ra miệng bên trong cỏ đuôi chó làm sao chuyện xấu toàn để cho ta gặp được đâu ngươi không phải là không muốn đánh sao nhận thua liền tốt mộ dung thiên không hiểu hỏi thăm ta ngược lại thật ra nghĩ nhận thua à nhưng ngươi nhìn này lão đầu tử có thể để cho ta nhận thua sao đông phương thanh mộc chết miệng một mặt bất đắc dĩ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại đọc cô thắng thiên chính cười ha ha để nói chuyện với trương cửu dương đồ nhi này của ta tam hoa kiếm thuật cũng không biết sao cổ dương huynh kiếm đạo như thế nào mộ dung thiên nhíu mày lắc đầu mở miệng kiếm còn cần không không cần cho ngươi mượn một kiếm kia cũng không thắng được hắn đông phương thanh mộc lôi đài dần dần đi xa hắn đưa lưng về phía mộ dung thiên khoát tay áo tư thái lười biếng tóc chiến tốc thắng đi dù sao cũng sắp kết thúc Nha nhà lời nói rơi xuống khiến ông thiên nghị cùng mộ dung thiên đều là nhíu mày cái này tóc chiến tốc, tốc thắng bốn chữ là có ý gì là tùy tiện đánh một chút liền nhận thua vẫn là một loại khác hàm nghĩa thiên hạ đệ nhất kiếm đạo cửu dương phiền phức thật phiền phức ai theo hai tòa lôi đài run rẩy sát nhập đông phương thanh mộc lắc đầu không ngừng chậm rãi cầm sau lưng trôi kiếm tại hắn cầm kiếm một khắc này ông thiên nhị con người bỗng nhiên có rụt lại bỗng nhiên nghiêng người lóe lên bạch một đạo vô hình kiếm khí hiện lên trực tiếp đem lôi đài một phân thành hai tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bọn hắn căn bản không thấy được lôi đài là thế nào vỡ ra thậm chí nói bọn hắn không nhìn thấy kiếm khí tồn tại Liên như là mộ dung thiên trước đó thì triển ra vô ngân kiếm khí không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng hết thảy tất cả rơi xuống ông thiên nghị trong mắt lại là khác nhau rất lớn hắn con người hơi co lại Liên hô hấp đều ngưng trọng lên chỉ vì tại đông phương thanh mộc cầm kiếm một khắc này nơi đây lôi đài ta hóa thành một mảnh che kín đông đảo tàn kiếm kiếm chủng đây là kiếm vực người bên ngoài có lẽ nhìn không ra manh mối gì nhưng ở trận cường giả không ít đều là có thể cảm nhận được trên lôi đài một chút biến hóa vi diệu mặc dù không rõ ràng nhưng bọn hắn biết ông thiên nghị đã bị bao vây người tiểu đạo sĩ này mới thật sự là thâm tàng bất lộ người kia trương cầu dương ánh mắt nhầm lại thầm an tại phượng khuyên tâm bọn người đồng dạng cảm thấy kinh ngạc quả nhiên thân là kiếm tiên như thế nào lại có một thanh không thuận tay kiếm ở trên người chuôi này thét tinh kiếm chỉ là phàm binh, nhưng trong đó tích trừ ảo diệu chỉ sợ giam ba câu đạo chi không hết tam hoa kiếm khí ba loại kiếm thuật mượn mộ dung thiên khí thi triển một kiếm ở thiên môn đây là kim hoa cũng là khí khí là biểu tượng nhưng trà mà tinh cùng thần một ở bên trong một tại hư bây giờ xem ra chuôi này thét tinh kiếm chính là đông phương thanh mộc nội cảnh tiềm ẩn chi địa chỉ là không biết ông thiên nghị ở bên trong nhìn thấy cái gì ông huynh mặc dù nói đến ngươi có thể sẽ cảm thấy ta ngạo mạn nhưng ngươi nếu không nhận thua đông phương thanh mộc chỉ là cầm kiếm cũng không rút kiếm hắn có chút thăm dò thăm dò tính địa mở miệng hỏi thăm nghe nói như thế ông thiên nghị nhướng mày sắc mặt trầm xuống chúng ta kiếm tu sao có thể không đánh mà lui hắn đột nhiên rút kiếm sau lưng liệt nhật sáng tỏ hóa thành một đạo mãnh liệt nóng rực kiếm khí lấy ra cầu dương kiếm thứ sáu không biển ai liền biết là nói nhảm đông phương thanh mục bất đắc dĩ lắc đầu đối mặt kia mãnh liệt nóng rực kiếm khí tay phải hắn khẽ nâng thất tinh kiếm ra khỏi vỏ ba phần dưới ánh mặt trời hàn quang trứng mắt hư kiếm khí chưa đến trước người hắn liên ầm vang tán loạn ông thiên nghị mắt sáng lên nơi đây kiếm chủng ba thanh tàn kiếm giữa trời vô số kiếm khí đồng thời đem hắn không biển một kiếm cho xoắn nát bạch Bài chỉ là phân thân một nháy mắt hắn tay áo chính là vỡ vụn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nằm không mà lên cái này mới miễn cưỡng bảo vệ tay phải không bị chặt đứt nhìn xem kia một đoạn phiêu đãng rơi xuống từ vải trong mắt của hắn về kinh ngạc càng ngưng trọng thêm thật nhanh kiếm thật mạnh kiếm khí ta sư phụ dạy ngự kiếm đạo tất cả cái này ngự kiếm lấy linh xào hay thay đổi lấy xương nhưng cũng lấy lượng chế địch nơi đây có kiếm chín ngàn trôi cầm kiếm người cũng có chín ngàn số không cần ta ngự không cần tâm ta đông phương thanh mộc từ đầu đến cuối đứng tại chỗ thần sắc lười biếng cầm kiếm ngươi ông thiên Nghị nghi họ ở giữa tiện tay rút kiếm hướng sau lưng chặn lại âm vang thanh âm vang vọng hóa hoa vang khắp nơi vâng ta sư phụ dạy ta nói ngự kiếm đạo ở chỗ người ngự kiếm nhất tâm đa dụng chỗ ngự chi kiếm càng nhiều kiếm này đảo cũng liền càng mạnh đông phương thanh mộc nhẹ gật đầu không vội không chậm địa mở miệng giải thích ta sư phụ luyện hơn 200 năm kiếm bây giờ có thể ngự ba bảy chín hai trôi mỗi một trôi đều như cánh tay sai sử có thể riêng phần mình vì trận vậy còn ngươi ông thiên nghị trên không trung tránh chuyển xê dịch hoàn toàn ở bằng cảm giác không ngừng lấy kiếm ngăn trở trong hư không vô hình không dấu vết kiếm khí ta hắn nhún vai ta ngại phiền phức tu kiếm 27 năm ngược lại là chỉ ngự sau lưng một thanh kiếm này vậy ngươi nói nơi đây tàn kiếm chí ngăn chua lại là cái gì ý tứ ông thiên nghị quanh thân cực nóng quang mang bùng lên chỉ nghe vô số đinh đương thanh âm vang vọng đúng vậy à ta ngại phiền phức cho nên sáng tạo ra một chút đông phương thanh mộc một người ngự một thanh kiếm lần này mở miệng không phải đứng tại trên lôi đài đông phương thanh mộc mà là đến từ ông thiên nghị sau lưng hắn đột nhiên quay đầu con người đột nhiên rụt lại ba ngàn đạo thân ảnh xuất hiện tại cái này kiếm trùng các nơi báo quát không chung. mỗi một người đều thần sắc lười biếng tay nằm lấy một thanh tàn kiếm lít nhà lít nhít một sợi tâm niệm chỉ ngự một thanh kiếm ý là kiếm của hắn vực bên trong lưu lại chín ngàn ý niệm công đông phương thanh một tay phải lại nhấc trường kiếm lại lộ ra ba phần không được chỉ là ba ngàn kiếm liền đã làm chính mình cảm thấy rung động bây giờ sáu ngàn kiếm tề xuất không trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ sợ lập tức liền thua ngay tại kia ông ương ương kiếm khí sắp nuốt hết ông thiên nghị thời điểm hắn nổ thành một đoàn tuyết bay bốn phía phiêu tán tinh tinh đang đang lưu phong nương theo lấy tuyết bay từ tán mà phiêu chỉ nghe tiếng leng keng nối liền không dứt ta thấy không đến bất luận cái gì một đạo kiếm khí bất quá dưới trận mọi người đều là tập trung tinh thần thậm chí không dám hô hấp sợ bỏ lỡ kia tiếng leng keng không gián đoạn vang lên phía dưới bọn hắn có thể cảm nhận được hai cỗ cực mạnh kiếm đạo tại đùng trạm chỉ là tràn lan khí tức liền làm bọn hắn đáy lòng phát lạnh vô luận là kia giấu ở giữa hư không vô hình không dấu vết cực nhanh chi kiếm hoặc là kia ẩn chứa to như vậy lực lượng phong tuyết đều không phải là thương nhân có khả năng đón lấy hai loại kiếm bước va nhau không biết ai có thể càng hơn một bậc a nhạn thu sờ lên cằm có chút trở mong như chỉ là thứ thất kiếm ông thiên nghị thất bại thẩm an tại nhắc trà nhẹ giọng mở miệng anh thẩm phong chủ có gì cao kiến hà bất ngữ ghé mắt kiếm tiên chi chiến chưa hề là lấy thế đi đầu ai có thể nắm giữ chủ động ai kiếm thế thì càng mạnh thẩm an tại ánh mắt ung dung mở miệng giải thích từ vừa mới bắt đầu đông phương thanh mộc liền chiếm cứ thượng phong ông thiên nghị cũng là bị hàn ép sử xuất cái này thứ thất kiếm lưu phong hồi tuyết dù là như thế đông phương thanh mộc nhưng như cố ngay cả bước chân đều chưa từng xe dịch một chút thậm chí kiếm vực uy lực còn chỉ phát huy sáu thành sáu thành ánh mắt mọi người ngưng lại nhìn về phía đông phương thanh mộc sau lưng đã ra khỏi vỏ một nửa thép tinh kiếm lại nhìn về phía kia cửu luân liệt nhật đều là không nói gì đúng vậy à so sánh đứng tại chỗ lười biếng thậm chí đang đánh ngáp thanh niên nói sĩ kia liệt nhật chi quang không khỏi lộ ra càng ảm đạm tinh đinh đang đang thanh thúy kiềm khí tiếng vai in chạm không ngừng vang lên liên tiếp không ngừng trên lôi đài hỏa hoa vắng khắp nơi tiếng oanh minh vang vọng nhưng mà chính là kia vô cùng bất nhập tuyết mịn gió nhẹ giờ phút này nhưng không có một mảnh một sợi có thể đột phá vô hình kiếm khí rơi xuống đông phương thanh mộc trên thân đủ để thấy tại đông phương thanh mộc kiếm vực bên trong ông thiên nghị bị động đến trình độ nào trương cửu dương trao mày nghi phá kiếm này vực băng vào lưu phong hồi tuyết không đủ ông một đạo trung thiên kiếm khí thoáng hiện kia cầu luân liệt nhật tại lúc này bỗng nhiên tương dung bọc phát ra trường mắt hào quang sáng chói cầu dương nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ vang vọng lưu phong hồi tuyết bên trong ông thiên nhị thân ảnh xuất hiện tay hắn nằm nóng bỏng chi kiếm toàn thân bọc phát ra kiếm quang sáng chói oanh nổ vang ở giữa công đại kiếm thế tự tán trong ngáy mắt thanh không bồn phía vô hình kiếm khí chém cơ hội khó được ông thiên nghị trước tiên tay cầm kia cửu dương tế tụ nóng rực chi kiếm từ trên trời giáng xuống không có thật lớn thanh thế nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm thụ được trong tay hắn ở giữa nội uẩn giấu cường đại chi lực đối mặt cái này quán chú tất cả kiếm đạo chi lực một kiếm đông phương thanh mộc rốt cục triệt để rút ra phía sau hắn chui này thét tinh kiếm trong lúc nhất thời hàn quang trướng mắt oanh hai người chi kiếm lấy mộng báng nhất tự nhiên đối chặt phương thức đụng vào nhau bắn ra ngập trời ánh lửa kiếm khí Kế to lớn lôi đài tại kia uy lực khủng bố dưới trực tiếp nổ thành bột mịn ông thiên nghị chán nổi gân xanh lên hai tay cầm kiếm gắt gao hướng xuống đông phương thanh mộc một tay cầm kiếm một tay ngưng làm kiếm chỉ chống đỡ thân kiếm cản trở kia thao thiên kiếm khí